Làm gì đấy? Vali to xong chưa em? Đây xong rồi. Để anh ẩn đâu? Thì từ từ còn chồng quần áo nữa. Xếp luôn lên đây, ẩn cho tiện. Hôm sau còn nhiều thế á? Hôm sau đợt này để bớt bên kia đi, lần sau đỡ phải chuyển nhiều. Còn lần sau nữa? Ý là không phải chuyển lại nữa. Ok, nhanh nhé. Mà anh nhớ dặn chị là ở đây 1-2 hôm thôi nhá. Làm gì mà đến 1-2 hôm? Mai là chị về. Anh chắc mai không? Chắc. Cẩn thận. Chị ơi. Sao mày để bao lâu mà? Đâu cả cẩn. Ai mà cản được? Này. Rõ là nhiều đồ luôn. Mắt mày làm sao đấy? Hả? Mắt đỏ kìa. À, chắc là bị mũi đốt. Thôi, chăm ba chị mà đi, về đây. Mày cẩn thận nhá. What? Nào. Kệ bà. Uống gì mà khiếp thế. Hai đứa vẫn chưa quên được cái ông kia. Ăn mừng tự do đấy. Em cũng sắp thế mà. Hôm đấy cho vui phải biết. Thấu vãi. Vẻ gì? Làm gì đấy? Lên giường mà nằm, để cái gối ở giữa là được. Vui. Chả hiểu sao vui. Không nằm mà vui dữ tốt. Chưa? Có gì vui. Ôi trời. Em vãi. Em hẳn đệm giường mình. Làm gì đấy? Mượn cái gối ôm. Chúc ngủ vui. Vui. Hiểu cái gì vui. Rồi. Sao vậy rồi? Ôi, đêm qua ngủ vui đấy. Ừ.